Tại khu vực bỏ phiếu số 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Mai Văn Nhiều cũng đã đến kiểm tra thực tế công tác bầu cử và dự lễ khai mạc. Nơi đây có trên 1.700 cử tri. Từ sáng sớm, cử tri đã tập trung tại tổ bầu cử, chăm chú theo dõi danh sách cử tri để lựa chọn ra đại biểu xứng đáng. Riêng hôm nay đi bầu thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi và tôi sẽ sáng suốt chọn đúng những người ra ứng cử để giúp cho dân, giúp cho nước. Thì trong cái thời bệnh Covid như thế này thì chúng tôi cũng cố gắng và đeo khẩu trang, sát khuẩn. Hôm nay thì và chúng tôi tới cả nước cũng đi bầu đại biểu và làm dân các cấp, thì mình cũng là một cái công dân của tỉnh Đức Hòa, cũng là đi sớm tới để mà mình bỏ cái lá phiếu bầu ra những người đủ đức đủ tài để mà phát triển lãnh đạo địa phương với đất nước. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị đến công tác tuyên truyền hướng dẫn nên khu vực bỏ phiếu số 3 thị trấn Đức Hòa, công tác bầu cử đã diễn ra đúng quy trình. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện một cách chặt chẽ, gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.